Đen, chào mừng các bạn với Erosada Channel. Lại là mình Peter Ngô đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn đến một địa điểm mà tất cả những ai làm báo động trong trọng Zero Trust đều muốn đến, đó chính là trung tâm an ninh Zero Trust EAC, Zero Trust Security tại Cộng hòa Séc châu Âu. Đi thôi. Như vậy là chúng ta đã dành một ít phút để tham quan qua trung tâm báo động chống trộm giao thông EAC của giao thông tại Cộng hòa Séc châu Âu đúng không ạ? Và hiện tại thì giao thông đang xây dựng một trung tâm tương tự như vậy ở Slovakia. Hy vọng là trong thời gian sắp tới mình và các bạn cũng sẽ có cơ hội để tham quan cái trung tâm an ninh này ở Slovakia để xem nó có đẹp như là giao thông tại Cộng hòa Séc không nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Mình là Peter, hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.